Đã đến nơi rồi, thưa quý khách. Đây là Paul, và hôm nay bạn ấy chuyển đến Trung City, một nơi đầy cơ hội. Thì ra đây là mùi của thành phố mới. Này, em trai, có quên gì không vậy? Anh không làm không công đâu nha. Em trả tiền cuốc xe này cho anh chưa? Ồ, em quên mất chuyện này, chờ một giây nha. Tìm thấy rồi, của anh đây. $1 hả? Em nghiêm túc sao? Khỏi cảm ơn nha. Với cả, hồ rất nghèo. Chà, không khó đem ném đi đâu. Tạm biệt. Các cuộc phiêu lưu nào đang chờ đợi người hùng của chúng ta trong thị trấn này đây? Ồ, mình bị tấn công hả? Giúp tôi với, tôi không thở được. Chỉ là một tấm áp phích thôi mà. Không phải cháu ở gần đây hả? Đừng làm hại cháu mà. Có vẻ như cháu hiểu lầm rồi. Ông chỉ muốn giúp cháu thôi. Ồ, vậy thì cảm ơn ông đã giúp cháu. Nhân tiện thì ông có biết tại sao thị trấn lại vắng như vậy không? Mọi người đi đâu hết rồi? Để ông nghĩ xem. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đi xem giải đấu thể thao điện tử đấy. May quá, cháu chính là game thủ giỏi nhất từ trước đến nay. Vậy thì cháu cần phải tham gia thôi. Ông có thể cho cháu biết nó nằm ở đâu được không? Đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ phải. Cảm ơn ông, đây là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cháu. Chúc ông một ngày tốt lành. Hoan hô, lại thêm $1 để gần hơn ước mơ của mình. Không biết các thí sinh khác mạnh đến mức nào nhỉ? Ồ, mình nghĩ mình đến đúng rồi. Chắc chắn mình đã sẵn sàng cho màn trình diễn hấp dẫn. Lẽ ra họ nên báo trước để mình mang theo kính râm chứ. Cùng gặp gỡ các thí sinh lọt vào vòng chung kết của giải đấu nào. Chiến thắng sẽ thuộc về mình. Không, mình sẽ trở thành ngôi sao mới. Ráng đừng khóc khi thua nha. Mình sẽ không thua đâu. Wow, trong này căng thẳng ghê. Mình sẽ đánh bại bạn nhanh thôi. Này các thí sinh, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngồi xuống nào, giải đấu bắt đầu. Mình không cần nhiều thời gian để khởi động đâu. Mình luôn sẵn sàng. Mình cũng vậy, nhưng luyện tập một chút cũng không mất gì đâu. Ngay cả việc tập luyện của hai chàng trai này trông cũng rất khốc liệt luôn. Mình đoán đến lúc phải lấy điện thoại ra rồi. Mọi người có tin được là mình đã lọt vào giải đấu esports lớn nhất thành phố Trim không? Này anh bạn, làm ơn đừng sử dụng wifi nha. Các đấu thủ cần nó hơn đấy. Ê, dù sao thì cũng chỉ hai người xem livestream của mình thôi. Khởi động xong rồi, cất điện thoại đi nào, vì trận chung kết sẽ bắt đầu rồi đấy. Cuối cùng cũng đến, mình sẽ đánh bại bạn. Chúc may mắn nha, nhưng bạn không thể vượt qua Anthony bất bại này đâu. Chuẩn bị, sẵn sàng, chơi. Bạn ấy sẽ hối tiếc về những gì mình đã nói. Trang thiết bị mới nhất không làm mình thất vọng đâu. Căng thẳng dâng cao, khán giả đặt cược ai sẽ chiến thắng. Anthony siêu giàu. Bạn ấy không dễ vậy đâu. Hay viết giàu có nhỉ, hóa ra là khó hơn mình nghĩ đấy. Thành công rồi, rốt cuộc thì mình cũng thắng. Ha ha, mùi vị của sự thất bại thế nào hả? Thật bất công, sao bạn ấy làm được chứ? Tất cả là do đống thiết bị rẻ mạt của mình. Phần thưởng cao quý thuộc về người chiến thắng của giải đấu, Anthony. Wow, tay cầm chơi game bằng vàng là phong cách của mình. Còn biết sẽ được chứng nhận tham gia. Chỉ là một tờ giấy vô dụng thôi hả? Mình không cần nó đâu. Ồ, không tệ, mình có chứng chỉ rồi nè. Mình sẽ cho vào khung. Không phải của cậu, cậu không cần nó đâu. Thàm làm quá đi. Được rồi, một ngày nào đó mình sẽ tự lấy. Nhiều thiết bị hiện đại thật, choáng ngợp luôn. Đây chính là thiên đường của game thủ. Nhưng nhìn giá thật khó quá đi. Cái nào rẻ nhất ở đây nhỉ? Cái gì? Một nút bàn phím nhỏ như vậy có giá $3 hả? Quá đắt luôn. Ăn cướp giữa ban ngày hay gì? Mình mua không nổi. Ồ, em đến đúng lúc đấy, của em đây. Cái gì? Bắt đầu làm việc đi, em là người trên quảng cáo phải không? Đúng rồi, là cái này, em rất thích bán hàng. Em thấy đấy, ngoại hình của em hợp với quảng cáo tìm lao công hơn. Yêu cầu chính của bên chị chỉ vậy thôi, trông phải nghèo. Giống như em vậy. Không, em đến đây để mua sắm mặt cả. Xin lỗi nha, tất cả các mặt hàng trong chương trình khuyến mãi này đã được bán hết rồi. Ôi, mình đến muộn hả? Ô, cầm đi, khách hàng thực sự đến rồi. Xin chào. Mời vào trong. Ô, bạn là người chiến thắng giải đấu hả? Yêu, cái mùi nghèo nàn kinh tởm này là gì vậy? Mình phải giải cứu khứu giác của mình thôi. Xin lỗi nha. Đỡ hơn rồi, chỉ cần đừng chạm vào mình là được. Anh bạn này vui tính ghê. Em quan tâm đến chiếc máy tính này. Ô, lựa chọn tuyệt vời đấy. Đây là mẫu mới nhất dành riêng cho các game thủ. Thật à, em rất thích luôn. Em muốn mua nó. Tuyệt, giá cả là $500,000. Em sẽ trả bằng thẻ. Em có tấm thẻ vàng mà. Để lên đây nha. Em có thể nhận hàng được chứ? Chắc chắn rồi, thanh toán thành công. Wow, mình cũng muốn một cái. Cái gì? Này, chị đã bán cho em thứ máy móc tệ hại gì vậy?
Thưa quý khách, có vấn đề gì? Em đã thua giải đấu vì cái thứ rác rưởi này đây. Chị không thấy xấu hổ khi bán nó cho em sao? Chị đã thông đồng với thằng nhóc Anthony hợm hỉnh này hả? Chị xin lỗi về chuyện này nha. Có lẽ em quan tâm đến con chuột kim cương nhỉ? Cái gì? Mình chưa bao giờ thấy cái này trước đây. Thứ này chắc sẽ hoạt động tốt lắm đây. Chưa bao giờ có cái nào đẹp hơn luôn. Cùng với em, chúng ta sẽ chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao điện tử. Họ lại đưa cho cậu ấy thứ tốt nhất rồi, thật không công bằng. Ha, tất cả những gì bạn phải làm là ghen tị đấy. Mình yêu cầu một trận đấu lại. Lần này mình chắc chắn sẽ thắng cậu, cứ đợi mà xem. Và tất cả những gì bạn nhận được là trận thua tái diễn đấy. Này Mommy, tới đây thưa ông chủ. Đây là nhân vật trong Pop Playtime hả? Đây là trợ lý của mình, mẹ chân dài. Này, hãy chọn cho chúng tôi một ngày thích hợp để tái thi đấu đi. Để tôi kiểm tra lịch trình của ngài. Ồ, có một trận đấu mới diễn ra vào thứ bảy. Vâng, đã đặt lịch cho trận tái đấu vào hôm đó rồi. Wow, được rồi, chuẩn bị đi. Lần sau bạn sẽ không dễ thắng như vậy đâu. Ouch. Oops. Ai đã vứt cây lau nhà ở đây vậy? Mang đi đi. Tạm biệt, kẻ thua cuộc. Nhân tiện thì em cũng mua một con chuột bằng vàng. Tiền nè. Cảm ơn em đã mua sắm, đến nữa nha. Ồ, em quên mang theo con chuột rồi. Với cánh tay dài của mình thì điều này không thành vấn đề. Ồ, vậy là còn lại một thứ cho mình. Nhờ anh bạn giàu có bực tức đấy. Này, cửa hàng sắp đóng cửa rồi. Chị biết đấy, em đã quyết định ở lại đây để làm công việc bán thời gian. Thật chứ? Vậy được rồi. Hãy chà sàn nhà thật kỹ nha. Tại sao tất cả mọi người đều kiêu ngạo như vậy? Ít nhất bây giờ mình có một chiếc bàn phím không chỉ bằng bìa cứng. Chỉ cần đụng vài cái là gần như mới luôn. Xong rồi. Chỉ cần tìm một con chuột chơi game nữa thôi. Hoặc là mình có thể tự làm. Đây rồi, khá ổn đấy. Và trông cũng phong cách nữa. Một con chuột tùy chỉnh thật sự. Mình cũng có thể chơi game trên máy tính với các thiết bị. Thật may mắn khi quyết định đến cửa hàng này. Chà, em đang làm gì ở đây vậy? Muộn rồi, về nhà đi. Ồ, đúng vậy, tạm biệt chị. Ôi, mấy tên lạc dị này. Mẹ chân dài đang tất bật chuẩn bị bồn tắm cho game thủ Anthony siêu giàu. Anh chàng này bơi trong vàng và tiền theo đúng nghĩa đen luôn. Na na na. Ồ, Mommy, bạn đã hoàn thành mọi việc rồi hả? Làm tốt lắm, đây là lý do tôi thuê bạn làm trợ lý đấy. Tắm là thứ mình cần trước khi tập luyện. Tôi biết rồi, thưa ông chủ. Ai, cảm giác thật tuyệt khi trở nên cực kỳ giàu có. Để tôi lấy hai miếng dán này đi. Đây, ông chủ có thể bắt đầu luyện tập rồi. Cảm ơn, nhưng kính thực tế ảo của tôi đâu? Của ngài đây. Tuyệt, bây giờ đừng làm tôi phân tâm nha, tôi bận lắm. Tuân lệnh ông chủ. Ha, hiểu rồi. Hãy cảm nhận sức mạnh từ cú đấm ảo của ta. Này, Mommy, đồ uống của tôi đâu? Tôi trả tiền cho bạn để làm gì chứ? Xin lỗi. Tốt hơn rồi, ha ha. Vic đang chờ bị đánh bại một lần nữa. Còn anh bạn Vic giàu có chuẩn bị cho trận tái đấu của mình ra sao nhỉ? Vẫn không tin được là bạn ấy đã thắng mình. Rõ ràng bạn ấy chỉ ăn may thôi. Bạn ấy thậm chí còn không biết chơi. Mình sẽ giành lấy chiến thắng. Bạn muốn gì? Thưa anh, giao hàng tới rồi đây. Ô, tôi xin lỗi. Thật xấu hổ. Đưa gói hàng cho tôi rồi đi đi. Của anh đây. À, là tay nghe và tay cầm chơi game mới của mình. Giờ thì mình có thể tập luyện đúng cách trước trận tái đấu rồi. Chuẩn bị sẵn sàng nào Anthony. Mình sẽ lấy lại chiến thắng lần này. Thưa anh cần phải xác nhận rằng mình đã nhận được hàng. Ai, lại là anh nữa. Tôi sẽ kiện anh đó. Đi đi. Anh chàng giao hàng này bị làm sao vậy? Ai, mình đã đi bộ lâu lắm rồi. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Mình phải cài lại thời gian thôi. Paul không mua nổi một chiếc đồng hồ bình thường. Vì vậy bạn ấy phải tùy cơ ứng biến thôi. Xong rồi. Đây là một việc hoàn toàn khác. À, đã 10 giờ tối, muộn lắm luôn. Mà mình thậm chí còn không có chỗ để ngủ nữa. Này cậu nhóc. Vâng, sao cháu buồn vậy? Cháu nghèo đến mức không có chỗ để ngủ luôn. Cháu không biết phải làm sao cả. Đừng khóc nữa, cháu có thể ngủ ở chỗ của ông. Dạ được, dù sao cháu cũng không có lựa chọn nào khác. Đây là chỗ ở thấp kém của ông. Vào đi, cứ tự nhiên nha. Rõ ràng là có còn hơn không. Vậy thì được rồi. Ở đây có nhiều rác quá. Không có gì lạ. Vậy thì, Paul, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có nha. Ít nhất mình có chuột và bàn phím, có miễn phí mà. Hay đấy, vậy chúng ta chơi trò gì đấy? Rất tiếc là không ạ. Cháu không có màn hình và máy tính để chơi game. Tệ quá. Ồ, nếu như ông có ý tưởng thì sao? Ông định làm gì? Ông sẽ là nhân vật trong game. Bấm nút và cháu tự xem nha. Nhảy. Di chuyển sang trái. Di chuyển sang phải. Bây giờ tấn công. Ha ha, nó hoạt động rồi kìa. Giống như mô đồ compact vậy. Chậm lại nào, ông không bắt kịp. Úp,
cháu xin lỗi, ông có sao không? Ông có thể nhìn thấy ngôi sao luôn. Ồ vâng, chỉ là lưng của ông bị đau thôi. Đi với ông nào, đi đâu vậy hả? Rồi cháu sẽ thấy. Này, đợi cháu với. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng đến với giải đấu của chúng tôi. Chào mừng hai đối thủ vào chung kết và là đối thủ của nhau vào năm ngoái, Anthony và Vic. Hy vọng bạn không quên mùi vị của sự thất bại. Mình đang luyện tập, mình sẽ đánh bại bạn. Đến nơi rồi, nhìn kìa, chúng ta sẽ kịp trận đấu chung kết nè. Cháu biết hai người này. Người này đã thắng trận cuối cùng, còn người này đã cho cháu bàn phím đấy. Thưa quý vị, vui lòng rời khỏi đây, vì chỉ có những khách VIP mới được tham gia thôi. Có lẽ có cách nào đó để mình có thể là một thí sinh. Dù gì thì mình cũng là một game thủ giỏi nhất mà. Vậy thì bạn phải trả một khoản phí tiền tệ đấy. Tệ thật, mình nghèo rớt luôn. Mình không đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Quy tắc là quy tắc, xin lỗi nha. Chờ đã, ông sẽ trả tiền. Ông có tiền này. Của cháu đây, ông chắc chắn về chuyện này chứ? Ừ, là cho bạn của ông. Được rồi, hãy để cậu ấy thế chỗ nha. Wow, là thật à? Cảm ơn ông, cháu sẽ cố gắng hết sức. Chúc may mắn nha, cháu không nghi ngờ vào khả năng của mình đâu. Hai người xong rồi hả? Bạn đã thua khi bạn ngồi vào máy tính đấy. Ồ, anh chàng này không tệ. Bạn sẽ thực sự đổ mồ hôi khi chơi với họ. Mình và ông lão vô gia cư đã luyện tập rồi. Mình sẽ giành chiến thắng, còn xíu nữa thôi. Yeah, thắng rồi. Không, chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Ôi, đúng là một cái kết bất ngờ. Đừng cảm thấy tệ nữa. Có thể lần sau bạn sẽ gặp may thôi. Mình lại thua nữa hả? Vâng, tất cả chúng ta đều bị sốc. Bây giờ thì chúc mừng người chiến thắng của giải đấu. Paul, cậu đã nhận được giải thưởng lớn, chứng chỉ 1 triệu đô la. Cái gì? Thật sao? Mình giàu rồi hả? Chúc mừng nha anh bạn. Cảm ơn, tất cả là nhờ có ông. Đây là lý do tại sao cháu muốn chia sẻ giải thưởng này với ông. Ông rất xứng đáng. Cậu ấy mất trí rồi. Này, về nhà thôi. Sao thế được? Chúng ta đã có chiến thắng để ăn mừng rồi. À ha, các bạn, đừng quên like video này nha. Tạm biệt.